Lượt đấu cuối cùng của bảng H Champions League, Leipzig sẽ tiếp Manchester United trên sân nhà với mục tiêu buộc phải thắng nếu muốn giành vé đi tiếp. Trước đội bóng nước Anh đang có phong độ cao thời gian gần đây thì đây không phải là điều dễ thực hiện. Phong độ của Manchester United, MU đang đạt phong độ khá cao tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Cụ thể, họ đã toàn thắng trong cả 4 vòng đấu gần nhất, từ đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng và chỉ kém vị trí dẫn đầu đúng 3 điểm, dù trong tay còn một trận chưa đấu. Ngoài ra, thành tích sân khách mùa này của thầy trò cựu danh thủ Ole Solskjaer cũng được giới chuyên môn đánh giá là tương đối ấn tượng. Tính tổng cộng 9 chuyến hành quân xa nhà kể từ đầu mùa, họ mới chỉ để thua đúng một trận và đã giành tới 8 chiến thắng trong số đó. Với phong độ chói sáng của chủ công Bruno Fernandes, người đã ghi 10 bàn và thực hiện 5 đường kiến tạo cho MU, tính trên tất cả các đấu trường mùa này, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào một chiến thắng cho Quỷ Đỏ lượt đấu tới. Phong độ của RB Leipzig, bên kia chiến tuyến, không thể phủ nhận Leipzig đã có một giai đoạn khởi đầu mùa giải không đến nỗi tệ. Tính trong tổng cộng 15 trận đấu kể từ đầu mùa, họ đã có tới 9 chiến thắng và mới phải nhận đúng 3 thất bại. Trải qua 5 vòng đấu đã đá tại UEFA Champions League, RB Leipzig đã tích lũy tổng cộng được 9 điểm. Điều này khiến đội bóng chỉ có được vị trí thứ 3 tại bảng H. Ở vòng đấu trước, RB Leipzig đã thi đấu vô cùng quyết tâm trong chuyến hành quân đến sân của Istanbul Başakşehir. Sau 90 phút thi đấu trên sân khách, RB Leipzig cuối cùng đã có được 3 điểm ra về khi vượt qua đối thủ với tỷ số 4-3. Xét về kinh nghiệm, nếu như MU đã 5 lần vào đến chung kết và 3 lần giành chức vô địch UEFA Champions League thì đại diện nước Đức mới có lần thứ 3 tham dự giải đấu này và thành tích tốt nhất của họ chỉ là vào đến vòng bán kết ở mùa giải năm ngoái. Thêm vào đó, cũng nên nhớ rằng lần gần nhất đối đầu với đại diện nước Anh, đội chủ sân Red Bull Arena đã phải nhận một thất bại muối mặt với tỷ số động 0-5 trong một trận đấu mà họ chơi lép vế hoàn toàn khi chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích sau 90 phút. Mức kèo tài xỉu hiệp 1 nhà cái đưa ra là 1/4 trái. Theo đó, người chơi cược tài sẽ ăn mức 1,03 nếu ra tài và ăn xỉu với mức 0,8 nếu ra xỉu. Không trận ra tài và có tới 4 trận ra xỉu là những thống kê về kết quả thi đấu của RB Leipzig sau 5 lượt trận gần nhất. Bên kia chiến tuyến, tại 5 trận đấu vừa qua, MU đã có tới 4 trận ra tài và chỉ có 1 trận ra xỉu. Thống kê cho thấy, trong khi MU đang là đội bóng có thành tích ghi bàn tốt nhất tại bảng đầu với 13 bàn sau 5 lượt trận, thì Leipzig lại là đội phải nhận nhiều bàn thua nhất với 10 bàn sau cùng số trận. Do vậy, MU được dự đoán là sẽ có một chiến thắng đậm ở trận đấu giữa tuần tới. Với lợi thế sân nhà, nhiều khả năng Leipzig sẽ dồn lên tấn công từ rất sớm và có được lợi thế dẫn điểm sau khi hiệp 1 kết thúc. Từ đó, đặt cửa đội chủ nhà Leipzig cho kèo hiệp 1 sẽ là lựa chọn tốt cho người chơi. Tỷ lệ kèo của trận đấu này sẽ là kèo đồng banh cho cả hai đội. Đại diện đến từ Đức sẽ cần phải chiến thắng nếu muốn đi tiếp, nên sẽ tấn công nhiều hơn Manchester United. Với các nhận định trên, cửa đội chủ nhà RB Leipzig và kèo tài là lựa chọn đúng đắn. Dự đoán tỷ số, RB Leipzig thắng Manchester United 3-2. Cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với chúng tôi đến hết video này. Nếu thấy hay, đừng quên like, share và subscribe kênh để chúng tôi có thêm động lực ra thêm video mới. Chào thân ái và hẹn gặp lại!